Các em thân mến, tiết trước các em đã tìm hiểu xong cái nhân vật Thánh Gióng rồi. Vậy thì tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về văn bản Thánh Gióng tiếp theo nữa nhé. Bây giờ trước khi đi vào tìm hiểu bài thì chúng ta sẽ xem lại phim tư liệu một lần nữa. Truyền thuyết kể rằng đời Hùng Vương thứ sáu, nước Văn Lang bị giặc Ân từ phương Bắc tràn tới, đất nước lâm nguy. Vua sai sứ cầu Hiền Tài, một bé trai, kết quả của sự tác hợp thần thánh giữa bà quả phụ mèo và vết chân của vật khổng lồ để lại ở vườn cà sau một đêm sương tố. 3 tuổi mà không nói không cười, bỗng bật dậy cười nói: mời sứ giả vào đề đạt xin nhà vua cấp cho một con ngựa sắt, một roi sắt và một bộ giáp sắt để ra trận đánh giặc. Cậu bé Sóng sau bữa ăn 7 năm cơm 3 năm cà, uống một hơi nước cạn đà khúc sông, vươn vai trở thành một tráng sĩ dũng mãnh. Toàn dân từ trẻ chăn trâu, người đập đất, người đi câu, người thợ cà đã dầm dập theo nghĩa quân do Sóng chỉ huy. Sau khi đàn đạo khuyên nhủ giặc không thành, Sóng mặc áo sát sát, cưỡi ngựa sát, cầm roi sát, xông vào trận địa địch. Tả xung hữu đột, ngựa sắt cũng phun lửa chiến đấu. Trận chiến diễn ra ác liệt, soi sắt gãy, Sóng phải nhổ cả trái đằng ngà để tiêu diệt giặc. Giặc tan không màng tới danh lộc, người anh hùng đã lên núi sóc, quay đầu bái vọng mẹ và dân làng rồi bay về trời. Tưởng nhớ đến công ơn của ngài, Hùng Vương phong ngài là phù đồng thiên vương, xây dựng ngôi miếu thờ ngài tại làng Sóng và cấp cho 100 mẫu ruộng làm lễ điền để mở hội hàng năm. Rồi các em đã xem cái xong cái phim tư liệu, giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái ý thứ nhất, đó là sự ra đời của Gióng. Vậy thì ở tiết trước cô đã cho cái phiếu học tập về nhà, chúng ta cũng đã tìm hiểu trước về cái sự ra đời của Gióng rồi. Bây giờ bạn nào cũng cho cô biết coi cái sự ra cả đời của Gióng, vậy thì cái chi tiết nào là chi tiết thể hiện điều kỳ lạ về cái sự ra đời của Gióng? Vậy thì cái người mẹ, chi tiết kỳ lạ đó là người mẹ ấm chân mình vào cái vết chân lạ và thụ thai. 12 tháng sau thì sinh ra một cái cậu bé lên 3, không biết nói, biết cười và chẳng biết đi. Vậy dự đoán cái sự việc sắp xảy ra đó là gì? Vậy thì cái sự ra đời và những cái biểu hiện khác thường của cậu bé dự đoán đi là một cái con người phi thường. Con người bình thường thì chúng ta cũng đã biết rồi đó, đúng không nào? Là con của hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. Còn cái sự khác thường như các em đã tìm hiểu đó thì chúng ta cũng thấy được cái sự ra đời của Thánh Gióng kỳ lạ, khác thường nhưng Gióng xuất thân rất là bình dị, rất là gần gũi như Gióng chính là cái người anh hùng của nhân dân. Vậy thì đó chính là cái sự ra đời kỳ lạ của Gióng. Mấy bạn đã tìm hiểu cái phía học tập ở nhà, mấy bạn gạch chân cho cô về cái sự ra đời kỳ lạ của Gióng và mình tìm hiểu trong cái sách giáo khoa nha. Rồi, ý thứ hai là cái sự trưởng thành của Gióng. Các bạn cũng đã tìm hiểu về cái sự trưởng thành của Gióng rồi. Chi tiết nào là chi tiết kỳ lạ cho ta thấy được cái sự trưởng thành của Gióng nào? Vậy thì tiếng nói đầu tiên của cậu bé là mẹ ra mời sứ giả vào đây, đòi ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt để đánh giặc. Và Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không biết no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ, bà con làng xóm góp gạo nuôi Gióng. Vậy thì từ cái chi tiết kỳ ảo đó có một cái ý nghĩa gì? Đó chính là Gióng là cái hình ảnh của nhân dân, lúc bình thường thì âm thầm lặng lẽ, nhưng khi đất nước gặp nguy biến thì họ sẵn sàng đứng ra cứu nước. Đó chính là cái sức mạnh của Gióng, là cái sức mạnh của toàn dân. Vậy thì chúng ta đã tìm hiểu được cái sự ra đời của Gióng là rất là kỳ, sự trưởng thành của Gióng cũng rất là kỳ lạ, đúng không nào? Vậy thì theo quan niệm của nhân dân ta thì đã là bậc anh hùng thì rất là phi thường, kỳ lạ trong mọi cái biểu hiện, kể cả lúc mới được sinh ra. Điều đó có thể hiện sự kỳ vọng vào những cái việc làm có ý nghĩa đó, đúng không nào?
Vậy thì cái tiếng sự lớn lên của giống cho chúng ta thấy là trong cái tiếng nói đầu tiên của giống là tiếng nói đòi đánh giặc, đánh giặc đúng không nào? Ở đây chúng ta cũng thấy đó chính là tác giả dân gian nhằm muốn ca ngợi cái lòng yêu nước tiềm ẩn trong nhân dân, nguyện vọng và ý thức tự nguyện đánh giặc cứu nước và yêu nước, tạo nên cái khả năng kỳ lạ. Đó cũng chả là cái sức mạnh tự cường và cái niềm tin chiến thắng. Vậy thì giống đòi roi sắt, rồi ngựa sắt, áo giáp sắt, chúng ta cũng biết đó chính là cái vũ khí lợi hại để đánh tan quân thù. Chi tiết này thể hiện cái mơ ước có vũ khí thần kỳ của nhân dân ta. Đó cũng là cái thành tựu văn hóa, kỹ thuật thời Hùng Vương. Nhân dân ta đã có sự tiến bộ, đã rèn sắt đúc đồng phục vụ nhu cầu cho cuộc sống và chống giặc. Hình ảnh nữa đó là cái hình ảnh bà con dân làng góp gạo nuôi giống, cho ta thấy được cái tinh thần đoàn kết cộng đồng. Đánh giặc cứu nước là cái ý chí, là sức mạnh toàn dân. Giống lớn lên bằng cơm gạo của nhân dân. Sức mạnh của giống là sức mạnh của cả cộng đồng, toàn dân chung sức đồng lòng đánh giặc, đó là tinh thần đoàn kết dân tộc. Và chi tiết tiếp theo cũng là cái phiếu học tập cô đưa ra cho các bạn, đó là chi tiết kỳ lạ chúng ta tìm hiểu được cho cái giống đánh giặc và bay về trời. Đây là đó chính là thứ nhất là giống vươn vai thành tráng sĩ, mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa, ngựa phun lửa, giống đánh hết lớp này đến lớp khác, roi sắt gãy, nhổ tre đánh giặc và giặc tan, giúp giống cưỡi ngựa bay về trời. Vậy thì từ chú bé được thay bằng từ tráng sĩ có ý nghĩa gì các em trong cái đoạn văn của chúng ta? Vậy thì nó thể hiện được cái quan niệm của nhân dân ta về mong ước có một cái người anh hùng đủ sức mạnh để đáp ứng cái nhiệm vụ dân tộc đặt ra trong cái hoàn cảnh cấp thiết. Sự lớn lên của giống đã đáp ứng được cái yêu cầu và cái nhiệm vụ cứu nước khi lịch sử đặt ra cái vấn đề sống còn cấp bách, khi tình thế đòi hỏi dân tộc vươn lên một cái tầm vóc phi thường, thì dân tộc ta vụt lớn dậy như thánh giống, tự mình thay đổi cái tư thế và cái tầm vóc. Vậy thì từ cái sự việc này nó rút ra một cái ý nghĩa, đó chính là roi sắt gãy, nhổ tre đánh giặc, đó chính là cái sự sáng tạo nhanh của giống, quyết tâm đánh giặc từ cho đến cùng, và giặc tan thì giống bay về trời, thể hiện được nhân dân ta yêu mến, vâng trân trọng, muốn giữ mãi cái hình ảnh của người anh hùng, và là giống chính là biểu tượng của người anh hùng. Vậy thì mà các con, giống như các ý trên cô đã nói, thì chúng ta ghi nhận lại trong sách giáo khoa của mình bằng những cái chi tiết kỳ lạ của giống, đúng không nào? Vậy thì sự vùng dậy vươn vai thành tráng sĩ, cái sự lớn dậy phi thường về cái thể lực của giống để đáp ứng cái yêu cầu cứu nước, và chúng ta cũng thấy được giáp mặc áo giáp sắt, là cầm roi sắt, nhảy cưỡi lên ngựa sắt và đánh hết lớp này cho đến lớp khác. Vậy thì đó chính là cái vẻ đẹp dũng mãnh của người anh hùng trong cái nhìn lý tưởng hóa của nhân dân ta. Và hình ảnh nữa chúng ta cũng đã thấy được, đó là roi sắt gãy, giống nhổ những cái bụi tre bên đường đánh giặc, giúp cho giống không... Vậy thì chúng ta cũng thấy được giống không chỉ đánh giặc bằng vũ khí hiện đại là sắt, mà bằng cả cái vũ khí thô sơ, bằng cả cây, hoa, lá, cỏ của đất nước. Và hình ảnh giống bay về trời, giống bay về trời cho chúng ta thấy được là người anh hùng vô tư, trong sáng, không màng địa vị công danh, sự ra đi phi thường là ước muốn bất tử hóa của thánh giống, đúng không ạ? Vậy thì cái phiếu học tập này cô cho các bạn về nhà, bây giờ chúng ta sẽ trả lời cái phiếu học tập đấy như thế nào nhé. Đây, có 3 ý. Ý thứ nhất, liệt kê những cái dấu tích đánh giặc của giống. Vậy chính là hình ảnh là tre đằng ngà vì ngựa phun mà bị cháy ngã màu vàng, rồi vết chân ngựa thành những cái hồ ao liên tiếp. Rồi khi ngựa hét lửa thì lửa cháy một làng, thì về sau gọi là làng cháy. Vậy thì việc kể về những cái dấu tích đánh giặc của thánh giống trong cái đoạn kết, nó có một cái ý nghĩa, đó là gì? Thể hiện được cái sự trân trọng, cái sự biết ơn, cái niềm tự hào và cái ước muốn về một người anh hùng cứu nước giúp dân. Đồng thời cũng giải thích được các cái sự kiện, địa điểm lịch sử, đền thờ Phù Đổng Thiên Vương và làng cháy. Và sau khi đọc truyện thánh giống, em có suy nghĩ gì về cái truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc? Vậy thì sau khi đọc truyện thánh giống, em thấy rằng giống là hình ảnh của nhân dân ta. Khi dân tộc gặp cơn nguy biến thì họ sẵn sàng đứng ra cứu nước, giống như là giống. Và khi vua vừa kêu gọi đã đáp lời cứu nước, giống là cái hình tượng người anh hùng đầu tiên, tiêu biểu
cho lòng yêu nước, cho ý thức đánh giặc cứu nước của nhân dân ta. Vậy thì tính đó chính là cái dấu vết còn lại của thánh dấu. Và phần cuối cùng, cô trò chúng ta đi vào phần tổng kết. Thứ nhất là chi tiết là tưởng tượng kỳ ảo, khéo kết hợp với huyền thoại và thực tế. Đây chính là cái cốt lõi của sự thực lịch sử với những cái yếu tố hoang đường. Về mặt nội dung, chuyện kể về cái công lao đánh la đuổi giặc ngoại xâm của người anh hùng thánh giống và qua đó thể hiện cái ý thức tự cường của dân tộc ta. Về ý nghĩa của câu chuyện, chúng ta là câu chuyện nhằm ca ngợi cái người anh hùng đánh giặc, tiêu biểu cho sự trỗi dậy của truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, anh dũng kiên cường của dân tộc ta. Vậy thì chúng ta cũng thấy được đó. Việt Nam, lễ hội một sinh hoạt văn hóa dân gian bản sắc và lâu đời, gắn liền với người dân lao động và niềm tin lúa nước. Lễ hội thường xuất phát từ các thần tích và được tổ chức ở các quần thể di tích, miếu điện, chùa chiền. Lễ hội là một phần tâm linh của người Việt, mà ở đó người dân gửi gắm những tâm tư, tình cảm chân thành nhất của cuộc sống con người. Không ai không biết đến hội sắm, một trong những lễ hội lớn của Việt Nam. Điều này được thể hiện qua câu ca mùng 7 hội khám, mùng 8 hội sâu, mùng 9 đâu đâu trở về hội sắm. Hội sắm chính là hội làng sắm, nay thuộc xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, một xã thuần nông nằm bên bờ sông Đuống, sát ngay đường quốc lộ 1, cách Hà Nội khoảng 15 cây số về phía đông bắc. Những tiết văn đẹp khác, hội sắm còn là một bản anh hùng ca bất diệt, ca ngợi chiến công thần thánh của người anh hùng sắm với khí phách đánh giặc. Vậy thì qua cái tư liệu này chúng ta cũng thấy được cái việc lập đền thờ và hàng năm mở hội giống rồi như thế nào rồi, đúng không các em? Vậy thì tại trường, tại sao hội thi thể thao trong nhà trường mang tên là hội khỏe Phù Đổng? Bởi vì sao các em? Bởi vì lý do cái đặt tên đó là hội thi dành cho lứa tuổi thiếu niên và lứa tuổi thánh giống trong thời đại mới. Và cái hình ảnh thánh giống là cái hình ảnh của sức mạnh, của cái tinh thần chiến thắng, rất phù hợp với ý nghĩa của một cái hội thi thể thao. Mục đích của hội thi này là rèn luyện thể lực, sức khỏe để học tập, lao động, góp phần bảo vệ và xây dựng tổ quốc sau này. Vậy thì sau khi học xong văn bản này, chúng ta sẽ biết được rằng mỗi trường học mỗi năm đều tổ chức cái lễ hội thi là hội khỏe Phù Đổng để rèn luyện cho các em học và học sinh để có cái sức khỏe để học tập tốt, để lao động tốt nè, góp phần sau này vào cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta ngày hôm nay, đúng không nào? Rồi, vậy thì phần luyện tập, các bạn ở nhà sẽ viết cho cô cái đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể lại sự việc trong văn bản thánh giống bằng lời của một nhân vật do em tự chọn. Ví dụ như có thể là mình đóng vai nhân vật thánh giống để kể lại một sự việc, đúng không nào? Rồi, vậy thì bài học bữa sau cô sẽ kiểm tra cái phần luyện tập này của các em nha. Bây giờ bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Cô cảm ơn các em đến với tiết học ngày hôm nay và xin chào tạm biệt các em nha.